Đâu như chúc này. Thì mày nhắn tin không được à? Mày lên đây làm cái gì? Anh em tình cảm đừng lời nói. Thôi, em chúc anh ngủ ngon nhá, tối nay mơ đẹp. Mơ thì mơ kiểu gì, mơ rất khéo, mơ chuyển nhà, mới chuyển ô tô sớm nhá. Ừ, biết đâu. Cho xin điếu ơi. Thế mấy giờ rồi còn chưa ngủ hả? Hết thuốc thèm quá nên xin mày một điếu. Mày đừng để làm tao bực cho đi. Cho xin một điếu. Đi. Này. Ai? Ơ không được. Bây giờ là 12 giờ kém rồi anh em ạ. Đấy, thì cũng rất chi là muộn rồi. Anh Ngọc thì bây giờ anh chính thức là anh ngủ trên kia cơ. Anh em tôi xa nhau là nhớ được là gần nhau để vui. Đấy, thì thoảng ở dưới đây tôi chúc anh ngủ ngon được. Thế bây giờ anh lên trên đấy rồi thì lại phải mất công anh em tôi lên. Thì anh em ạ, tình hình là như này. Hôm nay là bốn anh em tôi sẽ lên gọi chôn ông Ngọc anh em nhé. Đấy, gọi lên chôn chúc ngủ ngon anh Ngọc, xem tầm 12 giờ đêm này xem phản ứng của anh Ngọc như nào. Điên bắn bạn ạ. Phá rất nhiều. Ôi tầm này tin nhau thì làm như sao thì bác mẹ em hả? Nếu mà đâu đang tôi thật mà đang bạch bạch mà chuẩn ra thì mình điên hết người đâu cái gì. Đó, thế thôi anh em ạ, thì bây giờ anh em tôi sẽ thực hiện video cho anh em xem nhá. Ok. Đấy anh em ạ. Nhà, cả nhà ngủ hết rồi mọi người ạ. Giờ 12 giờ đêm rồi. Ui, sáng này tí lộ. Ui trời, cổng không khóa anh em ơi. Đấy, để tôi gõ xem ông ấy có ấy không nhá. Nếu mà không nhá, tôi gõ bé mà không ra, tôi gọi to tướng luôn. Gõ cả làng nghe tiếng. Anh Ngọc ơi! Anh Ngọc ơi! Cửa khóa anh em ơi! Anh Ngọc ơi! Anh Ngọc ơi! Em Tuấn mà! Anh chị ngủ chưa? Bảo gì đi trong cái song sắt với trong cái cửa em bảo làm sao được? Anh ngủ chưa? Bảo gì đấy? Anh ngủ rồi à? Anh chị ngủ hết, trẻ con ngủ hết rồi à? Tắm răng định ngủ, bảo gì? Ngủ sớm đấy anh. 11 giờ hơn gì không ngủ đến làm gì? Mới 12 giờ là đêm kém mày ngủ đi. Trời hôm nay hơi mát như này. 12 giờ kém rồi cơ á? Vâng. Em phải chịu. Anh chị trẻ con ngủ hết rồi ạ. Rồi em bảo gì? Đâu em bảo gì đâu, em lên em bảo chúc anh ngủ ngon mà. Đi điên à? Đâu như chúc này. Chúc thì mày nhắn tin không được à? Mày lên đây làm cái gì? Anh em tình cảm đừng lời nói. Thôi em chúc anh ngủ ngon nhá, tối nay mơ đẹp. Mơ thì mơ kiểu gì, mơ rất khéo. Mơ chuyển nhà, mới chuyển ô tô sớm nhá. Hay mình nắm chuyện nó vừa thì đi về ngủ đi, mai còn làm việc sớm. Cho em xin cốc nước. Mai không làm mình chúng mày ngủ. Nước cái gì? Cho em xin cốc nước, khát nước. Đi ra đi. Đấy, cầm cả chai nhá. Cầm cả chai. Mày không ngủ sớm thì mai còn dậy làm việc đi. Xong lại 9-10 giờ mới dậy, 11 giờ mới dậy. Vâng, thế thôi anh đóng cửa đi ngủ đi. Để em đóng cho. Vâng. À mà anh ơi em bảo đây. Từ á em bảo đây. Cái gì? Anh ngủ sớm đi nha, ngủ muộn để ảnh hưởng đến sức khỏe á. Mày không về đi thì tao ngủ sớm làm sao được. Vâng. Như thằng điên. Anh ngủ. À, em trả chai nước này, em không uống nữa đâu. Okay. Em về đây. Em về đây. Đấy anh em ạ. Bây giờ đây tôi mới là lần lượt. Từ anh em lần lượt. Đấy bây giờ đến người khác nhá anh em nhé. Đấy ok anh em. Bố mở cửa ấy thôi. Không ngủ đóng cửa à. Bây giờ con xe đỏ này một mình hai ô tô kinh thật. Màu cái rình màu lấy một con. Rồi bật tắt chi à. Ngủ à. Bạn Ngọc ơi! À. Bạn ơi! Bạn Ngọc à!
Đại Ngọc ơi. Alo, alo. Ai đấy? À, ai đấy? Bố à? Gì đấy? Coi, coi, con mẫu, con mẫu, con mẫu. Gì đấy? Bố mà cười ấy, nói chuyện đi nào. Bố ngủ sớm đấy nhỉ? Ngủ. Mày làm gì đấy? Bố ngủ sớm đấy. Bố ngủ sớm đéo gì, 12 giờ rồi ngủ sớm cái gì nữa. Mà con thấy con ngủ dưới kia, không có bố dưới kia ngủ khó quá. Khó, khó chịu. Mày không phải bị điên đâu, bình thường tao cũng ngủ mày đâu. Con nay mày bao nhiêu tuổi rồi? Nhưng mà con thấy nhớ bố. Nhớ gì, nhớ cái gì? Ngày nào chả làm việc với nhau nhớ cái gì mày điên à? Đi về đi ngủ bây, đi. Bây giờ một mình bố ở trên nhà này sướng kìa. Về đi ngủ đi. Nó từ từ. Đây này bố ơi, thấy bố bố ơi, con bảo nhá. Cái gì? Nhưng con nói này nhá. Thì bố với mẹ ngủ ngon nhá. Con chúc bố với mẹ ngủ ngon nhá. Con đi về. Mình lên đây để làm gì? Con chúc bố ngủ thôi. Gặp bố phát xong về con về ngủ cho ngon. Nhớ nhá. Chứ cái thằng này bị điên à? Hả? Điên gì? Cứ con nhớ lên đi bố nhá. Nhớ cái đéo gì mà nhớ, về ngủ đi, mai còn dậy làm việc. Thế thôi, ngồi đây nói chuyện tiếp. Không nói chuyện nữa, về ngủ đi. Vừa là Tuấn mẹ thằng Máu lên trong điên lắm đấy. Bây giờ mình lên tiếp. Nhà đẹp thật đấy. Ngọc ơi. Ngọc ơi. Cô ơi. Ơ, nó ngủ à? Anh Ngọc ơi. Không chốt cửa anh ạ. Cái gì đây? Anh ơi. Anh ơi. Em có anh mà. Anh bảo cái gì nữa đấy? Lại đến lần mày à? Anh ngủ sớm ấy. Lại đến lần mày à? Cho em xin được thuốc. Cái gì? Hết bố thuốc hút. Cho em xin đâu. Anh ngủ á? Mày ê cô kì. Ngủ sớm đấy. Ôi, chị ngủ chưa? Mấy các cháu ngủ chưa anh? Ngủ hết rồi, mấy giờ rồi còn chưa ngủ? Cái giấy, mọi... hay anh xin chị xuống ngủ với em không? Tao không, tao ôm vợ tao ngủ, sao ôm ngủ gì với mày? Mọi hôm vẫn ngủ bọn em đấy. Thuốc lá cho mày đâu? Hết rồi chứ em xin điếu. Mày... Đã đang ngủ à? Ừ. Biết đâu, cho xin điếu ơi. Thế mấy giờ rồi còn chưa ngủ hả? Hết thuốc thèm quá nên xin mày một điếu. Mày đừng để làm tao bực cho đi. Xin một điếu. Ý. Yeah, nghiện thế à? Hả? Em xin anh kiệt sĩ em một điếu thuốc đi. Mày nghiện thế à? Nghiện lâu chưa? Chưa, nhưng mà em xin một điếu. Anh bảo này, em cho anh ngủ ngon nhá. Mày phá sức ngủ bố mày, cái chúc gì? Cái gì nữa? Cút. Biệt. Giấy. Cứ ngủ ngon đấy nhá. Mày đừng có dở thói đi để phá vào nhá. Tí, người dặn chị mới dặn cho cháu của em nên chúc ngủ ngon nhá. Khoan từ em xin nhưng mà lửa em châm chút. Mày đây bố mày châm cho cái gì? Này hút đi mày chết. Cảm ơn nhá. Nhớ ngủ ngon đấy. Bye bye. Được, vợ nóng tính thế nhỉ. Đấy anh em ạ, bây giờ tầm hơn 1 giờ đêm rồi anh em ạ. Để mình vào mình gọi bố mình xem tầm này đang ngủ hay là làm gì. Anh em ạ. Cucu. Taka. Cucu. Taka. Bố ơi. Taka. Cucu. Taka. Cái gì đấy? Cucu. Bố ơi, bố mở cửa ra con nhà cái này, bố ơi. Cái gì? Ôi xư cái bọn này nữa. Bố mình nhịn hết, nhịn, chịu đựng rồi đấy. Chịu đựng, bố đẻ con rồi, bố. Cái gì? Nhà ngủ hết chưa bố? Ngủ hết rồi. Con lên đây con tâm sự với bố rồi bố. Tâm sự con điểm.
con có việc gì nói. Từ lúc chiều trưa bác Nguyện đi con thấy bố buồn, con đêm con lên đây tâm sự với bố cho đỡ bố đỡ buồn. Mấy giờ rồi? Hơn 12 giờ tâm sự mà bố mày à? Hả? Con sợ bố buồn, bố cứ phải... Tao liệu khiến bố con về ngủ đi. Rót chén nước chè ngồi tâm sự nhau tại... Mày thích do đâu? Tao hỏi mày, bây giờ tao hỏi mày, mày có về không? Con lên đây con tâm sự bố đấy đuổi con về. Mày thích uống nước chè gì? Hả? Bé thôi, con ba, con mẹ ngủ nha. Thế mày đi ngủ, đi về ngay. Nhanh đi. Mày lên đây có việc gì không? Không tâm sự giờ này. À quên mất con. Có việc gì? Con chúc. Cái thằng này nữa. Mày là thằng. Ai mày thằng. Ra đây. Ừ, ngon à? Ừ, được rồi. Con. Ngon. Mày vào đây. Mày vào đây. Ừ, không được. Không được. Con bảo con chúc bố ngủ ngon mà. Này. Ừ, không được. Bố làm gì ấy? Này thì ngủ. Ngủ. Ôi trời. Bây giờ đi đâu con đi. Bố dở à? Con vào chứ con chúc bố ngủ ngon, bố đi dội hết nước lên đầu con. Tình nên trêu tao phải không? Trêu bố thì con thấy bố buồn buồn con lên đây con. Mày có biết tâm không? Sự bố. Mày có biết không? Mày bố biết con không? Mình mà lên rót chén lên trà uống nhau. Biến về. Mà bố con hỏi nhá. Con hỏi nhá. Cút ra trời. Bố ơi con hỏi. Ở dưới nhà ấy, bố chén mẹ. Trên này bố chén mẹ. Này, con nhặt lại bố nha. Bố chén nhẹ nhẹ. Thôi nha. Mày có biết không? Mẹ kêu to là bà không ngủ được. Biến. Cút. Bố nha.